Tiếp tục với hành trình tìm đến những vùng quê, buôn làng nghèo khó để trợ giúp kịp thời những cảnh đời bất hạnh. Hôm nay, những người thực hiện chương trình Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên vượt gần 100 km tìm đến làng Đồng, thôn Phú Đồng, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, nơi tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc Ba Na sinh sống. Đường lên làng Đồng cũng khó khăn hiểm trở như chính cuộc sống của người dân nơi đây. Vượt qua hơn 15 km đường rừng vắng vẻ, chúng tôi mới đến được làng Đồng. Cả làng có hơn 130 hộ dân sinh sống, thì đã có đến 120 hộ là hộ nghèo có mã số. Trong đó, không ít gia đình có hoàn cảnh bất hạnh. Nằm ngay ở đầu làng, chính là căn nhà mà chị Lê Mo Thị Hoa sinh sống cùng ba con nhỏ. Căn nhà rách nát, có thể sập bất cứ lúc nào khi có gió mạnh. Chồng không có, một mình chị Lê Mo Thị Hoa, dù thường xuyên đau bệnh, nhưng đang phải chăm sóc ba con trong điều kiện hết sức khó khăn. Con lớn của chị, cháu Lê Mo Nhí, dù năm nay đã 12 tuổi, nhưng không được đi học như các bạn. Trường học có hỗ trợ cho Nhí mọi khoản từ học phí, sách, vở để em đến lớp. Nhưng gia đình quá nghèo, một tấm áo mới Nhí cũng không có. Mẹ thì hay đau bệnh, nên em không được đến trường như bao bạn nhỏ trong làng. Cậu bé lúc nào cũng khát khao được đi học. Nhìn cậu bé Lê Mo Bích, năm nay 7 tuổi, em của Nhí, chúng tôi không khỏi xót thương. Có mua thuốc anh đã uống chưa? Em bị bệnh sốt đã hơn nửa tháng nay, cũng không có tiền mua thuốc uống, cứ hít hà, mệt mỏi. Bệnh sổ mũi cũng không có tiền uống thuốc, ngày càng đau, khiến cậu bé lúc nào cũng thờ thẫn. Cái nghèo, bất hạnh, hiện diện rõ nét trên khuôn mặt của các cháu. Mùa này, bắp, sắn cũng không có để mót, ăn cho đỡ đói. Với cậu bé nhít, Bích, kể cả cháu Nga, chỉ mới 1 tuổi này, phải bỏ bữa là chuyện thường ngày. Nhìn các cháu ốm yếu, gầy guộc mà xót xa. Bữa giờ này nhà mình ăn cái gì con? Không có gạo mà ăn. Không có gì ăn hết? Dạ. Vậy là nhà mình con cũng nhịn đói luôn? Dạ. Nhịn đói mấy ngày rồi? 5 ngày. Biết với lợn Nhí ăn ngon không? Ngon. Ngon hả? Bao giờ con ăn cái đây chưa? Chưa. À, Bít, ăn ngon không? Ngon. Ngon hả? Chua quá nè. Vâng, thưa quý vị, thực sự là rất là xúc động khi mà chứng kiến hoàn cảnh của ba anh em Nhí, em Bít và của mình. Một cái hộp xô nhỏ thôi của đoàn chúng tôi quay phim ngày hôm nay, chúng tôi cũng san sẻ lại để cho ba anh em. Và khi biết được rằng đã hơn 5 ngày nay ba anh em không có gì để ăn, chúng tôi thực sự rất là xót xa với cảnh đời bất hạnh của các em. Ủa? Cái gì? Mùa này là mùa mà gia đình cậu bé Lê Mo Nhí sợ nhất, vì đây là thời điểm hạn hán, cây trồng cũng chết khô, nước cũng không có để uống, để sinh hoạt. Giếng ở trong làng giờ chỉ còn một hùm nước nhỏ.
cùng em đi lấy nước ở suối. Chúng tôi thật thấm thía những vất vả, khó nhọc đang đè nặng lên vai cậu bé chỉ mới 12 tuổi này. Với em, vượt qua nhiều độ dốc cùng căng nước nặng, đó đã là điều bình thường. Em trở thành điểm tựa chính của mẹ và hai em. Không được đến trường, nhưng Mo Nhí rất lễ phép. Em nói rành rọt tiếng Kinh, luôn dạ thưa. Cậu bé luôn mong những mơ ước của mình sẽ trở thành hiện thực. Con muốn đi học như các bạn. Nhưng mà nhà con nghèo lắm. Con cũng đi học. Vậy thì con có ước mơ con được đến trường hả? Ước mơ muốn đến trường, muốn được có nhà. Tại sao? Vậy thì dột của hả? Dạ. Rồi muốn được gì nữa? Muốn được xe. Xe gì? Xe đạp. Vậy mai học phải đi bộ. Dạ. Chia tay với hoàn cảnh bất hạnh của chị Lê Mo Thị Ngoa, chúng tôi tìm đến một cảnh đời cũng kém may mắn khác. Đó là bà Sô Thị Lượm, năm nay 61 tuổi. Chồng chết, bà Lượm đang mắc căn bệnh suy tim, sức nặng. Không thể leo rẫy, lội suối như bà con trong làng. Vậy mà cuộc đời bà vẫn còn gánh nặng nữa. Đó là hai người con này. Ở làng Đồng này, người ta thường gọi hai đứa con của bà Lượm là người bị khùng. Các cháu mắc hội chứng Đao, lúc nào cũng cười la, không kiểm soát được hành vi của mình. Một đứa con bị bệnh đã là khổ. Đằng này, có đến hai con đều mắc bệnh. Bản thân bà Lượm còn mắc căn bệnh suy tim quái ác. Nghĩ đến cảnh lỡ mình qua đời sớm, các con sẽ bơ vơ, không ai chăm sóc. Bà Lượm lại khóc. Không có ai giữ hai đứa, không có ai nuôi. Mình là già rồi, không có hai đứa không thì mình cũng có tật rồi. Cố gắng nghe. Còn được rồi. Em còn sống ba nó đang chúc bây giờ ba nó đi nữa. Còn đây là hoàn cảnh của chị Xu Thị Trang. Chồng chết cách đây 2 năm. Giờ đây, chị đang phải vất vả chăm sóc 3 con nhỏ. Trong đó, con lớn nhất của chị, cháu Xu Minh Chân, bị bệnh tâm thần. Còn 2 cháu, một chị mới học mẫu giáo nhỏ. Cháu còn lại, chị mới 2 tuổi. Cuộc sống đã buôn làng nghèo khó. Trồng cái gì cũng bị hạn hán. Không có tiền để chăn nuôi như nhiều gia đình, rơi vào bế tắc của cuộc sống. Lắm lúc chị Trang đã muốn buông xuôi. Nhưng nhìn các con còn quá nhỏ, người mẹ nghèo ba na này vẫn gắng gượng để nuôi con. Đây chỉ là 3 trong số rất nhiều những cảnh đời bất hạnh ở làng Đồng. Những hoàn cảnh này và bà con ở đây luôn được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện trợ cấp tiền hàng tháng theo từng đối tượng, đặc biệt là xây dựng nhiều công trình dân sinh. Tuy nhiên, do điều kiện sống nơi đây quá khắc nghiệt, nhiều hộ thường xuyên đau bệnh, nên địa phương không thể lo chu toàn hết những khó khăn mà bà con ở đây đang gặp phải. Ở làng Đồng, điện cũng mới có cách đây vài năm. Và ở đây cũng không có sóng điện thoại, và chỉ có vài nhà có được TV. Nếu có một điều ước thì em ước được có nước uống này. Còn cái gì khác thì không dám mơ ước, chỉ ước cái đó không à. Vì lúc nào cũng thức đêm, ngủ không có ngon giấc, lúc nào cũng ngủ nửa đêm rồi đi xách nước mà không có thức là không có nước uống. Đời sống bà con đây là đặc biệt là rất khắc nghiệt. Nắng hàng hàng tháng kéo dài đây là như
cái tết chủ yếu là làm lúa, nhưng mà cái chuyện lúa năm nay là không có nước là bà con không có xả lúa được. Còn cái đời sống cái tết thứ hai là cái làm sáng, mà làm sáng đến giờ này là đâu có trồng được, nhổ không được mà nó trồng. Nhìn những trẻ thơ bất hạnh vắng cha nơi miền sơn cước heo hút, những người mẹ ba na nghèo thương con, những con người đau bệnh triền miên đang mất dần niềm tin vào cuộc sống, và nhìn những khó khăn mà bà con ở làng Đồng đang phải trải qua bởi thời tiết khắc nghiệt nơi buôn làng heo hút này, trong lòng chúng tôi luôn trăn trở và hy vọng cả cộng đồng hãy cùng chung tay góp sức để những cảnh đời nơi đây vơi đi những nhọc nhằn, để trẻ em bất hạnh được tiếp sức.